Đúng rồi em. Em tìm đến đúng địa chỉ rồi đấy. Là công ty anh rất có rất nhiều việc làm. Này em nhìn này. Cơ mà em biết nói tiếng Nhật không? Anh ơi, em biết nói ít tiếng Nhật lắm anh ạ. Anh có thể giới thiệu cho em công việc nào ít sử dụng tiếng Nhật được không? Ít tiếng Nhật à? Có. Đây, em có thể đi làm rau hoặc là đi làm công hộp. Ở đấy người ta không cần tiếng Nhật. Thế giới thiệu như thế này được miễn phí à anh? Em cứ đùa. Miễn phí là miễn phí thế nào? Thời buổi này ai cho không ai cái gì đâu em. Thế hết khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Cũng ít thôi em. Không bao nhiều đâu anh. 3 man. 3 man hả? 3 man này, mình thích 3 man không? Hả? Mình thích 3 man không? Hả? Em sang đây với bọn anh. Trung tâm Nihongonomori liên kết với trung tâm Enelis, không thu phí của người đang đi tìm việc, em hiểu không? À, những cái bọn công ty bọn đấy á, thì chúng nó mới thu phí như thế, còn trung tâm này không bao giờ thu phí cả. Đây là giám đốc của công ty Andris. Em hiểu không? Bên trung tâm liên kết Andris và đã nhận được một khoản hồng rồi. Vì thế em không phải mất gì cả. Thật không em? Không đâu. Thật sự chứ? Thật sự là như thế. Nếu em có bạn bè thì hãy rủ bạn bè đến đây. Bọn anh sẽ giới thiệu Việt Nam cho. Ok, em hiểu rồi chứ? Em hiểu rồi anh ạ. Các bạn à, các bạn hãy đến với trung tâm Đi Hồng Hồng Đi để nhận được việc với phí giới thiệu là không đồng. Ok, không đồng. Anh ơi. Em đến phỏng vấn à? Anh xếp lịch cho em rồi đây, ngày mai phỏng vấn nhá. Đây. Sao em? Vẫn 3 man hả anh? 3 man mà em. Ôi, 3 man thì đúng. Điên. Chúng mày lại đây, nhanh lên tao giới thiệu cho việc làm thêm miễn phí cho đây, không hết đâu.